Hi, how are you? Hello. Hello, thấy kết quả sao chị? À, kết quả rất là mỹ mãn, Mexico đăng quang đúng, thật là như dự đoán của Thảo. Yeah. Cô đó quá tà sáng trong đêm chung kết. Rất là sáng trong đêm, cô rất là thành công. Yeah. Rồi. Vicky Trần ơi, cảm thấy như thế nào về cuộc thi năm nay và cái kết quả này thì Vicky Trần có cảm thấy hài lòng không? Xứng đáng anh, cuộc thi xứng đáng. Em thấy xứng đáng anh. Dạ. Quá trời ơi, phải xa nè. Không buồn nha, kết quả vô top 12 như thế nào Hoài Sa? Đẹp quá, chưa cảm xúc. Xong rồi, vui quá. Ok. Vui quá được về rồi. Vui quá được về rồi. Nhớ nhà. Hành trình tỏa sáng, mọi người đã ủng hộ em rất là nhiều rồi. Đó là cái niềm vui lớn nhất rồi, đúng không? Cảm ơn mày đã có những tin nhắn là sao trong tim mọi người. Khi nào sẽ về Việt Nam? Khi nào em về? Sáng mai. Sáng mai luôn đúng không? Hello, Miss Vietnam, you look very beautiful. I'm Jaylo's mama. Oh, Jaylo, mommy. She's my daughter. Sister, I hear about you. Sister. So everyone comes. Yeah. Whole family comes. Yeah, yeah. The brothers don't say. Congratulations, Brazil. Okay.
๋ยวมาก่อนมาก่อนผมรู้แล้วถ้าผมจะทำเสื้อยืดแจกหรือขายถ่ายก่อนที่เซ็นเตอร์เท่านั้นเพราะมันมีคนแล้วนะ1 2 5 X 2 มาเต็มตัวมาดูป้าอันนี้ด้วยนะ